khéo cỡ giùm anh cái lần. Được. Đây mình xin giới thiệu với anh em là bàn mixer Bosa SPX8 nha. SPX8. Mẫu này là nó có 8 line rất là nhỏ gọn luôn, mình làm sử dụng hát ở gia đình được nè. Hát livestream gì đó tùy ý ha. Hoặc là mấy cái show sự kiện vừa nhỏ thôi, nhạc lưu động, nhạc kéo kéo, đám cưới, tiệc nhỏ. Chơi một hai cái organ này kia thì bàn này rất là phù hợp. Mà chức năng nhiều vô đối luôn, giá rất là tốt và nó có hai cái effect độc lập nha. Đây có hai đường effect riêng biệt ha. Trên đây là cái bộ FX của nó, FX là bộ hiệu ứng vang á. Bên phải này nó sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ ở chỗ này để phát nhạc qua USB, với lại là có chức năng Bluetooth. Đây là một cái ngõ phone kiểm âm. Trên này là hai cái đường main out để mình xuất ra main, mình qua tiếp tục qua thêm bộ xử lý nào khác ha, tùy theo mình sử dụng ha. Chỗ này là nguyên một cái khu chức năng rất là nhiều luôn. Này nó hỗ trợ cho mình là có đường monitor out nè, đường là rub out nè, đường main out 6 ly nè, bên đây là out canon, bên đây nó có out 6 ly. Nó có insert. Đó. Ở đây nó có hai ngõ. Hai ngõ AUX gửi tín hiệu ra ngoài là AUX 1 và AUX 2. Rồi nó có đường monitor out nè. Đó, rồi nó có đường effect out, effect 1, effect 2 là có nghĩa là gửi cái effect đi ra ngoài. Ha, gửi cái effect của cái bàn mixer nè. Gửi hai đường effect 1, 2 đi ra ngoài luôn. Đồ chơi rất là nhiều. Và ở đây nó có thêm một cái nút nguồn Phantom 48V để mình xài cái mic Phantom mic hát thu âm ha. Rồi ở đây thì nó có đường hai track in và out luôn, hai track in là lấy nhạc vào, rồi hai track out là lấy nhạc ra. Và nó có đường ở đây là cái line CT line 78 để mình chuyên phát nhạc. Mình cắm một ngõ thì nó ra là mono, mình cắm hai ngõ thì nó thành là CT ha. Này nút gain. Và trên 8 cái đường line này thì nó sẽ có tích hợp thêm một cái bộ lọc filter nữa, là cái này là lo cắt filter ở 100 Hz. Trên mỗi line nó đều có hết nha, cắt 100 Hz. Thì khi mình xuống nhấn xuống cái HPF như vậy đó, thì nó sẽ từ 100 Hz trở về sau nó sẽ được cắt đi. Rất là tiện cho mình trong nhiều cái trường hợp xử lý những cái tiếng ồn thì mình nhấn xuống thì nó sẽ được cắt ha. Đó, trên mỗi line nó sẽ có là chỉnh bass chung và chép, hai cái AUX 1-2, hai cái effect 1-2 luôn, một cái ba lăng, một cái đèn báo quá ngưỡng tín hiệu. Và những cái nút chức năng có rất nhiều. Đây là nút on off, tắt mở link của ngay tại cái line này. Mình nhả ra vậy là nó sẽ tắt line và nhấn vô nó sẽ on line. Đó. Rất là tiện cho mình để mình tắt mở line nhanh. Và nút mid này là để tín hiệu ra cái đường tổng, ra đường main out ha. Và nút 1 2 này mình nhấn xuống là để nó chuyển qua group để mình quản lý group. Đó. Cái bàn mixer này có hỗ trợ quản lý group nha. Những mixer thông thường nó không có, đây nó sẽ có. Và một cái nút nữa là BFL, nút này để kiểm tra cái cường độ tín hiệu ngay tại cái line mà mình muốn kiểm tra, chuyển qua bên đây ha. Đó, khi mình nhấn xuống thì cái đèn nó chuyển qua đây để mình kiểm tra coi nó còn nằm trong cái ngưỡng an toàn hay không, hay là nó bị quá ngưỡng như thế nào đó. Thì khi mình nhấn vô nó sẽ kiểm tra độc lập cái line lên trên cái đèn, cái đèn đây, BFD ha. Đèn BFL là đèn kiểm tra tín hiệu đó. Thì cái bàn mixer này là có hai effect và nó có 8 line, trong đây nó có 6 line mono và một cái line nó hai đường CT. Một cái line CT line 78, hai effect độc lập. Hai cái group và đường main out. Đó.
Trên đây là toàn bộ cái giao diện bằng mixer này, và nó có effect rất là hay luôn, rất là đáng đồng tiền cho mình. Thì con này nó được tích hợp cái công nghệ effect này, là công nghệ của Đức nha, bằng chính hãng của Bosa, và nó được sản xuất tại Trung Quốc, nhập khẩu chính hãng, bảo hành 1 năm. Thì bây giờ Duy sẽ cái test cái effect này cho anh em nghe thử một chút xíu ha. Nãy giờ là giới thiệu về tính năng cũng như là các cái nút chức năng của nó hỗ trợ. Quên, mình giới thiệu khúc này. Ở đây thì nó sẽ có hai cái nút effect tổng của hai kênh riêng biệt nè, kênh 1 và kênh 2 ha. Hai cái nút đây, parameter này là để nút chỉnh thời gian cũng như là chỉnh cái đuôi dài ngắn của hiệu ứng effect khi mà mình chọn một cái effect nào đó ha. Đây, một kênh nó sẽ có là 16 chương trình, hai kênh nó có tổng cộng là 32 chương trình nha. Hai kênh nó có tổng cộng 32 chương trình, thì trong đây bao gồm rất là nhiều hiệu ứng, nhiều kiểu reverb khác nhau, và nhiều kiểu echo, delay, cũng như là một số những cái hiệu ứng effect đặc biệt nó có trong này. Và nó cũng được gán xuống hai cái link như này cho mình luôn, rất là tiện sử dụng. Và ở đây là bàn này là mình đã cài đặt sẵn, để một chút xíu nữa giao cho khách hàng. Thì sẵn ở đây là mình test tiếng cho anh em nghe thử luôn nha. Đây là mình đang cầm máy quay trực tiếp cho nên nó hơi rung, anh em coi thông cảm nha. Giờ mình sẽ mở cái effect lên. Giờ đầu tiên mình sẽ mở cái effect 1 đi. Effect 1 này là mình đang set là echo nha. Anh em sẽ nghe thử tiếng ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 7, 5, 6. Và mình cũng nói với anh em luôn là cái bàn mixer này là effect nó là công nghệ Đức. Công nghệ sản xuất của nó là công nghệ Đức nha. Tiếng echo của nó rất là bay tiếng luôn. Và cả tiếng reverb cũng rất là hay, khá hay. Trong cái tầm tiền này là con này rất là ok. Tại vì những cái bàn mixer khác nó chỉ có một effect thôi chứ nó không có hai effect. Con này nó hai effect mà là thiết kế cho mình những cái đường in out độc lập rất là nhiều line trong này. Rất là tiện cho mình sử dụng với nhiều công năng ha. Như làm show hoặc là hát live hoặc câu thâu âm hoặc live stream này kia, thì con này là rất là đầy đủ ngõ cho mình. Đặc biệt là có thêm cái bộ chơi USB với Bluetooth không dây nằm đây nữa. Và có hỗ trợ cái crop luôn ha. So với cái bàn Soundrap là nó hơn gấp bao nhiêu lần luôn. Rất là ok. Rồi, giờ mình sẽ chuyển qua cái effect số 2 này. Là mình đây mình đang chạy là cái reverb nè. Anh em nghe thử tiếng vợt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên 2, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên, mình đang thử mic đi nha. Lên, hey, lên, hey. Là cái bàn mixer này nó được nối trực tiếp từ đây xuống thẳng tới cái lo luôn, không qua thiết bị xử lý nào nha anh em. Đây là dây tín hiệu nè. Đó, mình câu đó xuống thẳng qua cái lo là hát luôn. Lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khá là ok, tiếng vợt khá là ok. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp giữa là cái echo và cái reverb luôn. Hát hai hiệu ứng ha. Thường thì anh em đi làm show, làm đám tiệc này kia thì nó hay sử dụng hai hiệu ứng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Nó cực kỳ là nhẹ luôn. Mình ở đây mình để cái phần gain mic với lại volume không có nhiều. Đây mới dặn lên tầm này khoảng 9 giờ thôi. Và cái fader micro khoảng nhiêu đây. Tại vì mình khoảng cách cái lo mới tầm 2 mét à. Và đẩy effect lên tầm này thôi. Và nó đã có hiệu ứng, nó bay tiếng như này rồi, rất là bay. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời xa từ lúc anh ra về, dần mãi đây anh lang đêm, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên em sầu lo. Nó nhẹ y như là mình hát vang số, mình chỉnh cho nó nịnh tiếng vậy đó. Rất rất là nhẹ tiếng luôn. Rồi, thì cái bàn mixer dòng SPX này nè, nó có 3 phiên bản. Ở đây là phiên bản là SPX 8, là nó 8 line. Và nó có phiên bản là SPX 10 thì nó có 10 line. 10 thì nó to ra tới đây anh em ha, nó từ đây nó ra đây thêm nữa. SPX 10
và FB14 là size lớn hơn. Khi mình làm banh đầy đủ nhạc cụ này kia, xài chống ngọt này kia, thì mình sử dụng cái bàn FB14 thì nó dài ra tới ngoài đây anh em nha, nó ra tới ngoài đây, nó to như này ha. Còn FBX10 nó tới đây thôi. 10 thì là nó 10 lai, 8 này là nó 8 lai và FBX14 là nó có 14 lai. Tiếng con này rất là hay luôn ha. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng cái bàn này có thể tới bên cửa hàng bên mình để trải nghiệm trực tiếp, để nghe, để thử, anh em có thể tới để demo trực tiếp luôn, nghe coi là nó có ưng hay chất âm của cái bàn này hay không nha. Với riêng mình thì mình thấy là nó rất là ok, và thời gian vừa qua thì khách hàng sử dụng cái bàn này để đi hát show hoặc là dùng gia đình, thậm chí là hát karaoke ở nhà, hát live stream đồ các kiểu luôn thì sử dụng rất rất là nhiều. Mà nó là bàn mixer hàng chính hãng, giá rất là ok. SBS8 này giá là 4.500.000 đồng một máy, và SBS10 là 5.500.000 và SBS14 là 6.500.000. Tùy theo mà cái nhu cầu của mình sử dụng cái ít hay nhiều like thì mình sẽ lựa chọn cái bàn mixer của mình phù hợp. Đây là bàn chính hãng, nhập nguyên con nguyên thùng, bảo hành chính hãng là 1 năm anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái live stream bên mình. Anh em nào cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo để tư vấn là số 0938 641 445. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Mình xin được up live stream tại đây. Nó nguyên thùng nó như này nha. Thùng này mình mới vừa khui ra.